Vào khoảng gần 4 giờ sáng ngày 17 tháng 2, căn nhà nằm sâu trong con hẻm 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát lửa rồi bốc cháy dữ dội. Phát hiện có đám cháy, người dân sinh sống gần hiện trường liền hô hoán cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Đồng thời, người dân gọi điện thoại báo cho công an. Ngọn lửa bùng phát nhanh, lan rộng sang hai nhà bên cạnh. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 10 nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp dập lửa. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế. Không có nghe một tiếng kêu cứu nào hết. Chỉ có nghe là cái thằng tèo đó, nó với mấy đứa cháu nó đẩy cái xe ra thôi. Tôi thấy nó đẩy xe ra. Thì nghe nó cháy nhà. Tôi dòm qua thì tôi nghĩ chắc thôi cũng cháy nhỏ. Đầu tiên tôi cũng nghĩ cháy nhỏ thôi. Ai nhà đó một hồi nó khối nó mịt mù hết. Tại vì cái nhà đó nó gói shipper cho người ta, nó là giấy cạc tông nó nhiều lắm và nó cháy cực nhanh, cháy nhanh lắm, nó cháy. Nhưng mà nhà tôi đây nè, đây là dòm nhà tôi nè, nhưng mà đáng lẽ tôi nghĩ là nhà tôi cháy rồi, nó phật quá lớn. Nhưng mà có một cái là nhờ cái nhà này nó là nhà đúc, nó đỡ, là một phần nó đỡ được cái lửa nó xén vô này, cái đen thui đây nè, nhưng mà nó không hất được qua nhà tôi. Hất qua nhà tôi là xong rồi, nhà tôi cũng nhà gỗ, ở dưới thì gỗ. Ghi nhận trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đang có mặt thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.